mà hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chú Quốc Thịnh và cô Hồng Vân. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Em đang ở Lê Văn Sĩ, quận 3. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 tuổi. Dạ em chào chú Quốc Thịnh, chào Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93. Công việc của em là bán trang sức. Cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. Đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. Cô luôn. Đúng không? Dạ không. Dạ không. Bởi vì nó thôi em thôi đừng. Em làm ông mụ thôi. Sao bà bè đừng có làm bà thầy. Thôi hai đứa tự nói đi. Hai đứa gặp nhau làm sao? Cơ duyên nào mà hai đứa quen nhau vậy? Dạ thì hồi đó tụi em đi học, học chung cấp 3 mà không có biết nhau. Xong rồi lên tới Sài Gòn rồi thấy bạn bè Facebook như chung nhiều á. Rồi anh mới kết bạn Facebook với em, mới nói chuyện. Ủa nhưng mà hai đứa là quê ở đâu? Dạ cùng quê với Tiền Giang luôn. Dạ. Không cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp. Dạ đúng, đúng rồi. Mà không có biết nhau luôn. Dạ không biết nhau luôn. Ở tới chừng kết bạn Facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau. Dạ. Đúng rồi. Là sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn Facebook? 5 năm sau. 5 năm sau là học đại học rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày xưa là vợ em á là nhà ở bên kia sông, còn em là nhà em là ở thị trấn. Qua bên thị trấn để ở trọ để đi học. Cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn. Và kế bên gì gần lắm luôn á. Dạ đúng rồi, cách căn nhà mà hai người không biết nhau. Là lúc đó em học lớp 11, phía sau nhà em là có con sông. Dạ, rồi em thấy vợ em đây này. Tắm xong nhảy y đùng luôn. Cấp 2 đúng không? Lúc đó là cấp... Dạ cấp 3. Dạ, cấp 3. Em học lớp 10, em học lớp 11. Dạ. Vậy là hai đứa này là anh đứng bên kia sông chờ trong mù em mau chín. Đó, mới chín rồi mới kết bạn Facebook. Cũng chưa kết luôn. Dạ chưa. Lên tới đây năm năm sau rồi. Mới gặp nhau mới kết bạn Facebook rồi mới gặp nhau rồi mới khui lần ra thì mới biết là mới nhớ lại nhau như vậy, học chung nhau ra làm sao đúng không? Nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương cho nên là kết đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra cũng đâu có nhớ là học cùng quê. Dạ đúng không? Rồi sao nè, khi nè rồi là lần đầu tiên mà hẹn ẻm đi uống cà phê đi chơi là sau khi kết bạn Facebook được bao nhiêu lâu? Chắc cũng khoảng mấy tháng sau, một hai tháng gì đó. Rồi bữa đó làm sao nè? Mấy điểm? Bây giờ thang điểm là 10 thì giờ Thắng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm? Dạ 8 điểm. Thôi rồi, vóc dáng ngày xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5kg, người thon gọn nhìn đẹp lắm. Còn ảnh thì sao Phương Đông? Dạ ảnh thân bây giờ y hệt vậy à, không khác gì nhiều. Mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à, chứ em có không ấn tượng nữa. Có nhớ cái lần đi chơi nào mà lần đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau thôi, như hai người yêu nhau đi chơi không? Dạ lần đó là em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. Dạ xong rồi cô này ngồi phía sau rồi nè, nói là anh dám về nhà mà nên nói chuyện với ba em không, ba em khó lắm á. Tại vì đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á. Tại vì ba em là người rất khó, ai cũng biết gia đình em khó. Ảnh thì anh nói là có gì đâu, thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Sau đó là anh thấy là anh này can đảm. Nhưng mà cái bữa có về không, có về nói chuyện ba không? Dạ có, sau này quen nhau mới về nói chuyện. Nhưng mà đâu chứ, cứ nghĩa là quen nhau coi như là mặn nồng rồi mới về gặp ba. Dạ đúng chứ rồi. Không phải là sau cái bữa đi Vũng Tàu rồi về gặp liền. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái bữa đi Vũng Tàu là ở lại đêm không? Dạ không, đi về trong ngày, tại đi chung với mấy đứa bạn nhiều. Anh hỏi tại anh lo cho em đó Phương Đông. Đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Dạ có mấy tháng xong rồi ông này ổng không có lãng mạn nhiều. Cho cái tỏ tình đó ổng thể hiện sao? Cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ ổng tỏ tình vậy thôi đó ông Thắng. Thí dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì anh làm gì để cho Phương Đông hết giận? Em giận luôn à, mấy bữa mà anh chọc em giận á, em giận luôn, không thèm nói chuyện luôn. Nói là bây giờ hết giận dễ lắm, một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Dạ mà chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có đó. Nhiều lần chuyển nhiều em không nhớ, nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Dạ tại nó có hồi sinh viên mà. Dạ nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ, em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn cái em về em chém gió với con này, nó là mua gần cái triệu bạc vậy. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, trong cái thời gian mà cua bé này á rồi yêu bé này đó,
Dạ. Là có tính cái số vốn mình bỏ ra trong cái vấn đề chuyển khoản với mua quà là nhiêu không? Dạ cũng ổn ha. Dạ cũng nhiều. Dạ. À, nhiều đó. Dạ. Tới vậy đâu có dám chọc em giận nhiều đâu. Dạ. Khi mà về gặp ba của Phương Đông á, thì ba của Phương Đông nói gì về ảnh? Ba em thì nói em á là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Tài ha. Dạ. Tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc. Còn đây là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Dạ. Đó, gặp ba vợ tương lai đó thì nó làm sao? Dạ dạ cũng cũng run lắm. Dạ. Ba có hỏi là làm giờ quen quen con gái bác vậy đó rồi giờ con tính làm sao? Dạ con cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển lên. Rồi xong rồi tới lúc mà gần tới thì em có về quê chơi xong rồi cái em đi đó sớm cái người ta cũng thích em. Cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài. Em mới kể cho anh này nghe. Mùng 6 người ta sẽ xuống người ta coi mắt em. Hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em. Xong rồi anh này mới về nói gia đình. Rồi mùng 2 mới xuống. Nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia. Mỗi kia. Cái chỗ ngày 6, mùng 6 đó. Dạ đúng rồi. Anh nói này, em mới nói ông này hoài. Nói anh mà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Mà là mùng 2 tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Hay quá. Hay quá. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Đáng lý là tháng 6 làm đám cưới nhưng mà mẹ em mất. Ủa? Mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ. Rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Vậy dạ. Hả? Là trong năm đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Ôi. Wow, tức là mẹ bệnh là sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Cách đây là mấy năm rồi? Dạ năm 2018. 4 năm. Ờ, nhưng mà mẹ cũng đã chọn lựa được chàng rể. Dạ đúng trước rồi. Khi mà mẹ mất. Dạ đúng đó, rồi. Cũng là đó là duyên số nữa. Dạ đúng rồi. Coi như là các bạn quen nhau và 5 năm thì mới cưới. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới. Đó, bây giờ hỏi thẳng nha, hỏi thẳng luôn nha. Dạ. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm nên là mấy chuyện đó em không có dám nhiều. Dạ. Dạ. Yêu là yêu tới 5 năm. Dạ. Giữ gìn. Là bây giờ hai đứa là ở Sài Gòn. Dạ. Là hai chồng lên đây làm ăn. Dạ. Là mở cái tiệm trang sức, tiệm vàng đi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Chồng thì kiến trúc sư mà dạ. Vợ lại tẻ ngang lại mở kim. Tiệm vàng. Đó. Là tại sao? Tại vì em cũng có nghề kim hoàng trước rồi á. À. Dạ, rồi. Tại dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. À. Dạ xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung. Thì ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm. Rồi hai đứa em bé chưa nè? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi cơ? Dạ 6 tháng. Ủa mới đây là hả? Mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018. Dạ. Mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Dạ muốn có nữa không? Dạ 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 vẫn muốn. Dạ. Vẫn muốn có nữa phải không? Dạ. Chút nữa đi. Tôi chúc cái dính liền. Rồi bây giờ chúng ta qua cái kia đi. Cái phần kia thì cái phần mà lấy nhau rồi đó. Quen nhau rồi bắt đầu quá. Mới lòi ra những cái tính mà khắc khẩu nhau á. Cái tính mà mắc công là gây lộn á, lại không có là không vừa ý. Ngồi thẳng là tật xấu đó. Tật xấu của đối phương đó. Thì bây giờ chắc hỏi thắng trước đi. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng? Vợ em thì em thấy là rất là hoàn hảo. Chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Mà tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại. Cầm coi điện thoại lướt thấy cái cô nào mà thấy mà xinh xà hỏi ủa ai vậy anh, ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy. Dạ là đưa vô danh sách chặn liền. Bấm vô nút like là tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được, làm sao mà có quyền tim bạn bè bình thường mà tim gì đúng không? Dạ yeah. Đúng rồi. Mà bạn này làm á có ai thích thầm ảnh không? Có chị ơi, hồi đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung. Làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty rủ đi ăn ốc á, ổng mới gì ổng chở em đi chung với công ty. Cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em luôn. Mà chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn, ổng thì nhìn em mà chị đó thì cứ nhìn ổng nói chuyện với ổng hoài là mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết dạ, như em đúng nữa. Rồi rồi cho nên là bắt chuyển công ty liền, đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Có nghĩa là vợ là ghen, nấu ăn chưa được ngon. Dạ, rồi còn gì nữa không?
Dạ em thấy là chỉ có vậy thôi. Vậy dạ, tiêu xài rồi có tặng tiện không? À, có thích sắm sửa shopping online được không? Shopping lì một ngày cho chục đơn. Đó thấy chưa, bà nào cũng dính hết trơn á. Dạ, em lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốt đơn. À, dạ. Thấy chưa? Rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? bớt mua sắm lại. Biết ngay là tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà nói đó. Bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là mệt mỏi lắm á. Rồi sao bây giờ tới vợ đó, anh ấy có những tật xấu gì hôm nay nè, khui ra đi em. Tật xấu thì ham con lắm, bắt em đẻ. Mà em chỉ không có muốn đẻ nữa. Em hỏi ảnh là thức khuya nổi không, tại em đẻ xong là ảnh chăm không ha. Em không có chăm con nhiều, em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi, rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thử thủy lửa tay em kêu em đẻ tiếp nữa. Đẻ mời dạ đúng rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy là nãy giờ là chỉ có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Vậy thôi cho phá mổ quá. Cái ca này nó cũng niễn niễn á. Thôi trở thành niễn niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới nó rồi đó, tới lúc rồi đó cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh. Dạ. Hoặc gọi điện cho anh Trúc online. Tại vì cái này nó phải đồng chồng đồng vợ. Đúng rồi. Dạ. Nó mới linh. Dạ. Chứ còn á, một người 50-50 là khó linh lắm. Trúc ra xong về gây lộn nữa. Rồi, một sao cái tật là ép vợ có con. Ép vợ có con. Rồi cái gì nữa? Có ép gì nữa không? Ép ăn. Bây giờ tiêu chí của em là giảm cân. Mà buổi chiều là em không ăn. Thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt cái là đi mua đồ ăn, đặt đồ ăn về ăn. Mà đồ ăn trước mặt là phải ăn. Dạ đúng rồi. Bởi vậy khó giảm cân là như vậy. Mà có ép đi chơi không? Dạ không. Đi chơi em ngủ đi không mà. Chứ không, anh không ổng không thích đi chơi. Không thích đi chơi. Đi làm xong là về nhà chơi với vợ con. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè, có nóng tính không? Thì cũng hơi cọc tính, nhưng ảnh thì khoái ngọt. Nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết. Là siêu liền. Dạ, siêu liền. Em mong ước ổng thay đổi gì không? Thay đổi là ta đừng mất em đẻ thôi. Chứ chiều em lắm, hồi lúc mà em làm vậy nè là tối lên là anh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết, em chỉ việc ngồi vô mang thôi. Dạ rồi á, lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết. Không giặt đồ không lấy được, tại vì 3 tháng đầu bị ngán á. Ăn cơm xong ảnh cũng rửa chén luôn, ảnh làm hết luôn. Dạ rồi, nghe rồi, cảm ơn hai em hạnh phúc hoài nha. Dạ. Dạ. Dạ.